chỗ này có cái quán nước ở đây. Khiếp tre này nắng chết nhỉ. Ôi giời, đèo mía này. Tre mỗi cái bạt nó nóng lắm. Đây này, khu resort vào trong rồi này. Thì trên đồi kìa, đấy 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 kìa, cô nhìn thấy mấy cái nồi, cái resort kia chưa? Nhìn thấy nó làm chưa? Bây giờ không lên được à? Không. Yeah. Lên chả cái được gì đâu. Thế nói chuyện cho ai? Còn cái gì đâu? Đấy đây mình ngủ đêm ở đấy nghỉ ngơi cái gì đấy đấy. Say rồi. Ấy 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 ấy. Ngon ngào ngắt ngáo. Say à? Bảy hữu say à? Say tát vào mặt đấy là nó hết say. Giống như tao tao ngủ gật đấy. Nó tát vào mặt. Tát vào mặt xong rồi lấy nước bọt banh mắt rồi bôi vào nó không hết buồn ngủ. Cô lái xe đấy. Cô lái xe cô ngủ gật cô đâm xuống ruộng. Nguy hiểm quá. Hay ngủ gật ở vùng cao thì nguy hiểm luôn. Nhưng mà cái lúc ấy nó buồn ngủ không thể chịu được. Nó tự đến thì không cưỡng được ấy. Bán hàng đây toàn dân tộc ấy đúng không? Trẻ này nóng chết. Ngày xưa cô đi bán vuốt thuê, đáng lẽ ngày xưa cô không đau đầu đâu. Đi bán vuốt thuê thế là nó bên trên nó là cái tấm nhôm. Thế là nó bị đau đầu. Bây giờ mà cái nắng to là đau đầu. Giờ đi mua nước. Toàn rừng núi. Làm đường đây cũng ác thì người ta xẻ núi này cũng tốn kém chứ nhỉ. Nhưng mà đường này người ta làm được bao nhiêu lâu rồi hiện? Gần 20 năm rồi. À thế à, thế cũng lâu rồi chứ nhỉ. Nhưng mà mới đưa vào đây để đi được khoảng 3 năm nay thôi. Ngày trước đường ấy, đường chiến tranh, đường để phòng chống giặc Trung Quốc công kích cái đường này. Và nói chung là đường nhỏ lắm. Đường nhỏ. Việt Nam này những ở đâu này nhiều núi nhất ở Hiền? Hà Giang à? Cháu thì đi đến Hà Giang thì còn nhỏ ít đi. Mèo Vàng. Hà Giang trên ca. Nhưng mà Hà Giang nó cũng chưa đến mức độ này. Vâng. Ở đến vùng núi, Hà Giang là Hà Giang thì cũng có nhiều núi này. Xe đi quay lại nhiều nhỉ? Đây là xe xuôi. Xe đi xuôi đấy. Xe xuôi. Bây giờ cơ bản xe xuôi sẽ ngược không đi tí rồi. Hôm nay lần này là ngày cuối cùng của đợt ngày nghỉ 4 ngày. Chỉ có đi lên thăm họ về xe xuôi. Xe ngược ít. Ở trên cao đấy leo làm sao là khổ bố mẹ. Cứ dân tộc nó ở cao tài nhỉ. Đấy là nhà sàn hết chứ. Nhà sàn. Đây bây giờ ít nhà sàn rồi. Cơ bản là nhà xây. Ít nhà sàn. Nhà xây có 4. Nhà 8. Nhưng mà cô tưởng kia trên cao cái vẫn là nhà sàn. Không chứ. Không sàn đâu. Nhà sàn chỉ người Tây thôi, người Mông ít nhà sàn lắm. Chỉ có người Tây với người giấy. Có người giấy. Chứ mà đây chủ yếu là người Mông nhiều. Mông là họ không nhà sàn. Nhà cấp 4, nhà xây cấp 4.
cô lên là nhà cô ấy ấy mẹ đi đi làm đường của nó nghe. Ừ. Nhà của bố đấy là cũng cái nhà gỗ nhỉ? Nhà gỗ không phải nhà sàn tựa tựa. Có điện không nhỉ? Có điện. Yeah. Ờ đây này, đây điện. Đây là cơ bản có điện hết ạ. Phủ sóng. Hiền làm đấy chứ cũng hơi bị cao đấy chứ nhỉ? Cao gì đâu, hiệu trưởng của trường. Hiệu trưởng trường là ác rồi. Hiệu trưởng của trường là... Nói có người nghe đe, có người dọa rồi. Nói người nghe thôi, không đe ai. Không đe. Nói có người nghe mà không về ai. Nhà vợ vẫn uống được. Kiểu ngày xưa thì có cái ông giám đốc ra ngoài nói lãnh đạo bao con người. Kẻ hầu người hạ như về nhà mà vợ sai khiến giam giáp. Gia đình như thế. Chồng cô ngày xưa ấy, ông đảo đấy ông bảo chứ tao lãnh đạo bao nhiêu người được mà về tao không lãnh đạo được mày à? Cả thế mà lãnh đạo gì, chắc mày cũng làm cái thằng tổ trưởng ấy là cái gì mà lãnh đạo, tao lãnh đạo bao người được mà về tao không lãnh đạo được mày à? Khó đi chứ nhỉ? Vâng. Có chỗ nó ngoằn ngoèo như là cô đi máy bay nó ù tai nhé. Ừ.
đấy, Tây đấy. À. Đi sang Việt Nam mượn xe. Bọn nó biết đi mượn xe, nó biết nói tiếng Việt là nó cáo lắm này. Vâng. Ở Tây này nó dạng thất nghiệp mà nó sang đây nó chơi bất sống. Ở bên kia là thất nghiệp. Chơi mà đủ ăn không phải là có cái đôi vợ chồng xa xa này, có mỗi cái ngôi nhà hoành tráng, cái đôi vợ chồng ấy nó chồng người Mỹ, nó người Hà Nội ở đấy luôn. Nó không có nhà, bây giờ bảo về Mỹ thì nó khó khăn lắm, không có tiền, không có nhà, không có một cái gì để sửa ấm cả. Tự nhiên cô buồn ngủ quá.